xá Vũng Tàu, nhưng mà đi họ nói là nó bảo là cả xá về họ bảo nó là nó mới đò 50 triệu mà. Cẩn thận nhanh lúa ơi. Mà mua. Em Trọng xin kính chào các bác nhá. Hiện tại thì em Trọng cùng với anh Quyết với anh Lúa sẽ hôm nay sẽ là đi hái đậu vá và đi mục sở thị cái miếng đất mà các bố cho của anh Lúa ở bên trong này này. Cái đường đất thế nào anh? Đường đá dưới này. Ừ, đi khó quá. Này, mưa đi bộ thôi nhỉ. Mưa lắm, mưa lắm, mưa lầy rau lắm. Nắng thế sao không mang ô đi anh Lúa? Không mang ô được. Vợ anh Lúa cảm giác yếu yếu lắm. Quay trở lại với hành trình của anh em mình. Buổi sáng sớm là đang ở trên nhà của anh Lúa đây. Đông anh ở trên kia à? Lo muốn, muốn, muốn. Mời 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 theo chân là đi hái đậu cũng như là đi mục sở thị miếng đất của nhà anh Lúa các bác nhá. Bố mẹ là cho anh Lúa miếng đất tít ở trong này á. Và anh em mình cũng thường hay nói chơi trêu với nhau là làm nhà trong đấy thì gọi là đi chơi với khỉ cơ. Xuất phát. Đây là cái đoạn đường dưới nhà của anh Lúa mọi người ạ. Thì rất là khó luôn. Mưa chỉ biết khóc thôi. Đường xấu quá. Lặng ngượng ngượng. Hai vợ chồng này có thêm một cái xe mới à. Bây giờ đi lại rất là dễ, không phải mượn xe nữa mọi người. Đi rất là tít luôn. Bây giờ anh em Lúa đi quen đường ấy, anh em mà chưa mới bắt đầu. Hiện tại là anh em đang đi xe nên là hơi rung mọi người nhá. Đang sóc quá. Đường này là trời mưa thì chắc là xe không đi được. Đây rất là dốc luôn. Trời mai mưa phải khóc thét luôn. Ủa chỗ này em sợ trơn trơn lắm chỗ này. Chỗ bong bóng này. Đường khó đi quá. Đi xa đấy chứ. Đi xa quá. Trong này nhìn chung không có nhà luôn đúng không? Chưa thấy một ngôi nhà nào. Khu
khu này là trong hổm rồi, toàn nương rồi. Bây giờ còn đi đường mòn nữa cơ đây này. Lại cua vào cái đường bé tí đây. Chả biết là chắc là kia rồi. Ui dồi, cái đậu tương ở bên kia. Đường này có khi cháy côn mất thành anh Quyết ạ. Và côn liên tục. Đến rồi anh Lúa. Ôi dồi ôi, xa quá anh Lúa ơi. Ôi xa này quá. Đi gần là 15-20 phút là chưa đến mọi người ạ. Rất là xa luôn. Đây là cột đường rồi. Nhá dùng. Ở đây là ngót nghét là có mỗi một căn lều hay căn nhà đấy anh Lúa. Căn lều hay nhà đấy? Lều à? Em tưởng nhà bên này. Đậu mà mình ở tận đâu hả anh Lúa? Đào em trong á. Số giấy này. Sao em không nhìn thấy cây đậu nào nhỉ? Ê, một buổi sáng sớm mà, nhà anh Lúa nữa. Tại là gần 7 giờ kém rồi. Anh em mình đi từ rất là sớm. Để đến lến đi chân tiện lắm, nó khô được chưa? Đây là căn lều. Em đã nhà được hiếng lại ăn khô rồi. Vâng ạ. Đất của mình thì mình ở đâu? Đất của mình thì bàn cái cao này, số giấy này đi thả cái nó trồng ngô kem, cái không trồng ngô. Cái cục đá kia đúng không? Vào vào. Không biết là từ chỗ này đâu. Vào vào. Vào vào. Bên bỏ muống. Vào.
Đây là xa đấy. Cái này là bố mẹ chia nhau mấy anh em hết rồi đúng không anh? Vâng vâng. Đây trồng ngô lại mới lên. Cho khu nữa. Dạ. Đậu thì còn tí. Đậu này thôi á? Vâng vâng. Em tưởng đậu tương chứ. Đậu này kìa. Nó trồng cái lại này nếu đợi nó khu với nhà được. À. Cái này bây giờ vẫn ăn được mà nhà anh à? Đấy, xanh loét này. Dưới này là của ai rồi? Dưới nào? Đất từ trên cửa đại xuống này là của ai? Em trai à? Em trai là bên trồng ngu này. Vâng. Cái này mà làm nhà trong này mà sao mà làm được nhỉ anh nữa nhỉ? Đất của em thả cái gì cho đá vào đây, xuống ở đây. Làm cái ranh giới đàng hoàng nhỉ? Nói chung là ở khu này thì anh lúa thì có một mảnh mới bé thôi. Vâng, vâng. Cái này sao mà làm nhà trong này được? Trong này thì gài với bù với khó trợ lệ lại trong này. Đúng rồi. Nhưng mà bọn em luôn là hướng đến cho bà con là đi ra ngoài kia thôi. Ngày... ra ngoài kia để đường đi lại thuận tiện hơn. Vâng. Chứ bây giờ trong này nghèo lại càng nghèo thôi. Vâng. Đấy, nghèo lại nuôi cái nghèo. Nếu mà mảnh này của anh ở bên chỗ cái nhà cũ của anh ấy, chỗ cái đất anh bảo thuê ở kia ấy, thì thoải mái. Thì thoải mái làm nhà rồi nha. Vâng. Rất là bằng phẳng luôn ở đây ấy. Nhưng mà đấy của mình thì xa thì đủ đấy thì nó không giá đủ. Vâng. 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 Vâng là đường xa. Vâng. Quan trọng là cái đường đi nó khó khăn rồi. Vâng. Đầu tiên là anh đi chợ này, anh đưa con đi học này. Vâng. Như là mang vợ ốm mà thì đi lại nó rất là khó. Vâng. Thế là đi ở chỗ này thì nó không mưa thì xe vẫn đi đường, mưa thì xe đi không đường. Khóc thôi đúng không? Vâng. Cái này đổi với bố là bố không chịu à? Em bảo là bố để bố chia một tí cho anh là nhà em để đúng thả rồi. Cái đường này lại chơi kèm em để cái này cho bố. Nhưng mà không được. Bố bảo là bố không lấy đất. Tức là bố chia cho mình rồi là bố mình muốn đổi. Vâng. Mê mê để làm nhà ngoài kia cũng không đổi. Vâng vâng. Thế bây giờ đất ngoài kia chỉ có cho em trai thôi. Đất kia thì có một tí học chưa đi xem bảo bố cho làm một cái nhà còn một tí. Trong kia mà đất trong kia thì có mẹ của em bà ngại với bà ngại cho nó là thôi. Vâng. Không phải là đất kia thì không phải đất của ông nụ cho. Khó quá. Vâng. Nếu mà mua thì bố này bán đắt đúng không? Mua chứ, mà bố bảo là bố 50 triệu. Bố bảo là bố lấy 50 triệu. Ờ, vào. Nhưng mà em bảo thì Hồng Quân tới thì xá vẫn vào. Nhưng mà đi họ nó là nó bảo là cả xá về họ bảo nó là nó mới đòi 50 triệu. Vào. Là nhất quyết phải có 50 triệu. Vào. Thì mới cho đất làm nhà. Vào. Không có là không cho nữa. Nó bảo là không có 50 triệu thì nó không cho làm nhà. Cái mà không cho đổi cái đoạn dưới cho anh em mình đi đo ấy nhỉ. Đổi nó lấy cái thửa trên là được. Em đảm bảo nó là cái nhà em đủ đất cho nó bảo là đất nó không lấy rồi nó có đủ là nó không lấy rồi. Thì anh lúa là toàn được chia đất ở xa thôi, còn ở gần thì toàn cái đất tít tận gần dưới khe. Anh em mình đang đứng ở chỗ bằng, anh em cứ lên này một tí đi. Vâng. Lên này một tí. Để cho các bác biết là hình nó không chỉ là đường không khó mà nó còn dốc nữa các bác ạ. Làm nhà khó. Đấy, lắm. Ở đây vâng. Trồng rất là nhiều cải đấy. Không vào đấy. Vâng, em còn một tí trên này nữa, nhưng mà trên này em bảo làm bú. Nếu làm bú không đủ đấy thì em bá trên này, em đưa tiền cho bú bảo làm. Em bán đấy đi thì ta nào mà anh nào nó cho tiền cho em cho anh thì nó đổ đấy là thôi, nó làm tiền làm đó. Hả? Tiền mà nó bảo là em bán đấy đi thì nó làm người cho tiền cho em thì nó khác, nó cho không thôi. Bố mẹ vẫn là đấy của mình.
Ừ. Thế là vẫn ưu tiên người ngoài hơn so với người nhà. Vâng. Người ngoài là có thể cho, người trong nhà không cho được. Vâng vâng. Chính thì cũng muốn chia sẻ cho các bác biết là lý do tại sao là bố mẹ của anh Lúa lại ghét anh Lúa. Nói chung là nói nó cũng không có gì đâu. Chính ra là chỉ có là vì một gói phở đúng không? Vâng vâng. Một gói phở mà bố thương con dâu đi cắt cỏ giúp là đi nấu cơ, đi nấu cho con dâu ăn thôi. Vâng vâng. Là mẹ chồng là nổi cơn ghen là bắt đầu sinh ra nguyên nhân ở đấy đúng không? Vâng vâng. Mẹ chồng nàng dâu thôi chứ không phải là lý do gì nó sâu xa hơn cả. Đấy, chỉ sự ghen tuông thôi. Đúng chính xác chỉ là vì một gói phở thôi là không cho con đất. Nhưng mà tất cả những lý do bây giờ là vì một gói phở. Vâng. Bố chồng nấu cho con dâu ăn thôi. Hôm qua tới làm nó xá vào làm có một anh nó bảo làm nó không cho thêm. Em đi bán một tí đất trong kèm đi mua đất của người khác. Đất thì sẽ chia cho em rồi, nhưng mà nó không cho bán thì em khác đi bán đi. Lúc nào nó đò đất của em có xá với em khá bảo nó. Tức là anh Lúa muốn bán ở trên này đúng không? Vâng, em muốn bán cho em rau bò này. Rau bò này. Vâng. Chú trồng rau bò cái là phải hết à? Chú trồng rau bò phải hết. Thế cũng nhiều mà. Vâng. Chú đã đá như thì ai mua? Mua làm nương thôi. Nó mua làng nương thôi. À. Chú không mua làng được. Chú này được khoảng bao nhiêu? Tầm 10 triệu à? Đây trên này. Trên này là trước là có một thằng em hôm qua đưa em số lái xe ấy. Nó bánh đò, nó bánh bảo à, thấy thì em bá thì nó cho em 40 triệu nó làm được. 40 triệu. Đất trong rừng này được 40 triệu rất là đắt. Nó nghĩ mà nó đất trời này thì nó không cho cái đường người khác đi rồi nó chỉ cái đường xa cho lấy làm trồng rau bò. Thì nó về đầu cái đá kia về nó về làm sai thả sai mù nó sai màu vâng, nó sai mù thượng một thượng thì vâng, lúc là mưa thì đá của nó về đủ thì nó đưa mà nếu là muốn làm ruộng bậc thang ở trên đá ấy. Vâng vâng. 40 triệu à? Vâng. Mà bố bảo làm bố là không, vâng. Không cho bán đúng không? Bố không cho bán, bố bảo làm cho thôi. Vâng. Mình cho, là thì là cho người ngoài đấy. Người trong nhà không cho cơ. Vâng. Cho người ngày nhưng mà bố bảo làm là nào đưa tiền cho em thì bố không biết. Mình đưa tiền thì mình nó đưa tiền cho em thì tiền nó thì không cơ. Bố là đấy luôn. Vâng. Khó quá. Đất của anh Lúa là đến cục đá là ta đúng không? Vâng, đấy hụt đá này. Còn đá to là vâng. Rồi. Vâng, đấy. Dành rưỡi. Lên trên này là của đũa đũa em. À, của đứa em trai rồi. Vâng. Mình là chỉ đến cái chỗ dưới kia thôi. Vâng, vâng. Nghĩa là đang là một hình tam giác thôi. Vâng, vâng. Đấy là số giấy kem trồng ngu cả thả bê kem đảo kem thả đi đấy làm chú cái đá to lên trên. Nếu mà tính ra là đất nương là tính bình thường thôi, gọi là không quá nhiều. Vâng. Mà nhà đây là không được đâu, đất dốc quá. Một là nó dốc, hai là có thể vận chuyển vật liệu bột này, xi măng này, sỏi này. Vâng. Chung là mình vận chuyển hết tất cả mọi thứ vào trong này thì khó quá. Vâng. Bây giờ là anh cứ tính làm nhà ít thôi nhá, nhưng mà công vận chuyển nó hiểu lên nó khoảng 20-30 triệu đấy. Hôm qua là anh không lên là anh không với em đi xe nhà của anh mua là anh mua bảo là anh mua lấy 90 triệu nhưng mà anh không bảo làm bấy một tí được không, nhưng mà anh mua bảo là không được. Kia là chỉ được mỗi nhà thôi đấy. Mỗi nhà thôi. Nghĩa là người ta có cho đất bên cạnh để làm chuồng trại không? Đấy, bên cạnh thì
mình được cái nhà ở thì mình để mình kiếm được tiền thì mình lại mua, cần lại mua tiếp làm cái chùa lợ bên cạnh. Vâng. Thế 90 triệu là so với mặt bằng chung của trên này là khá là đắt. Vâng. Khá là đắt tại vì là bây giờ mua thì mình mua mua đúng ngôi nhà thôi. Vâng. Vâng. Mà nhà mình là để ở thôi. Vâng. Nhưng mà quan trọng không nhất là em bảo anh không làm, nếu làm tiền này thì đi mua đấy nữa làm chắc là không đủ xây một cái nhà. Thì đợi anh công đi cùng anh hẹn nói chuyện đến thế nào, nếu là mình bảo đi đất để làm chung sản, đúng không? Mà bảo nó làm, bảo anh mua, nếu là nó làm bới một tí thì mua cái nhà của nó cũng được, nhưng mà sợ nó không bới thôi. 20 triệu là khá đắt. Thế hôm nào anh Hiệp lên thì dẫn anh Hiệp đi xem cái ngôi nhà 90 triệu kia nhé. Vâng. Xong là nếu mà đã là 90 triệu thì mình phải cho thêm là xin thêm một ít đất để làm chuồng trại nữa để phát triển kinh tế. Wow. Cần câu cơm cho mình. Chứ bây giờ mình làm nhà lại, nó thật với anh ấy thì nhà thì cũng là để ở thôi chứ nó không thể sinh ra tiền được. Wow. Chỉ có mình nuôi con gì đấy thì mình nó mới ra tiền được thôi. Vâng. Nên là mình phải có cả chuồng trại nữa. Bây giờ cứ mua nhà không chuồng trại, không có đất để là trồng rau kiểu cũng không có thì Vâng. Nhà thì mình ở bao nhiêu đúng không? Vâng. Là chỗ chui ra chui vào nhất thôi. Những ngày đêm mưa gió là mình cảm giác mình phải yên tâm hơn thôi. Đấy. Còn cuối cùng ra vẫn là phải nuôi con bò, nuôi con dê, nuôi con lợn để phát triển kinh tế thôi. Vâng. Đúng không? Hôm qua em đi bảo một chú nó bảo là nó làm chè mồng non qua một tí có một tí, nhưng mà nó bảo là nó đò 60 triệu, nhưng mà em thôi không xem. 60 triệu đắt quá, 50 triệu đây mình còn đắn đo đúng không? Còn 60 triệu nữa thì anh em đây cái này xem đất của anh một chút đi. Đây là anh em mình sẽ đi vòng để biết cho các bác biết là địa hình đất nó như thế nào. Ở một chỗ khác là nói không đúng. Bây giờ là thực tế là nó là rất là dốc. Vâng. Tầm này làm nhà ở đây thì lại phải thuê người về đào thôi, đào nền cho mình thôi. Vâng. Nhưng mà khó quá, đường đi xe máy còn đang chạm gầm khọc thì làm sao đi được. Vâng. Đấy là em đi với anh Quyết thôi nhá, còn chở đá nó còn nặng nữa. Vâng. Chở vật liệu, chở xi măng này. Chắc là làm xong nhà xe nó cũng hỏng rồi. Vâng. Thế nên là sau này thì mình nghĩ là đào xong một cái nhà làm xe hỏng hết à. Của anh lúa là chỉ có bên dưới này thôi, dưới xuống chỗ phần nhà thôi. Vâng. Cái này là của em trai rồi. Trên này của hai đứa anh em trai. Của hai đứa em trai. Vâng. Ở trong này xa quá. Cái này gọi là quá là xa đấy. Vâng. Đúng nghĩa là ăn lúa vào đến làm nhà chỉ có được đi chơi với khỉ thôi. Vâng. Ở đây chỉ có nhà ở đâu. Đúng nhà anh lúa rồi các bạn ạ. Này là không có nhà, không có nhà nào ở mà. Mấy cái liều kia là tao cũng không ở đúng không? Không ở đâu, cái liền kia thì nó làm liền làm nương thôi. À, làm để đồ quốc, để sắm đen các kiểu thứ đúng không? Vâng. Để đồ làm nương thôi. Vâng. Ôi, mình cố gắng là nếu mà mình chắt chiu bù đắp thế nào thì bây giờ mình đổi nương xong là mình bù thêm tí tiền thôi. Vâng. Bây giờ có phương án là đổi nương xong mình bù thêm tí tiền nữa. Vâng. Đất của người ta thôi, chứ bây giờ mà ở trong này bây giờ ví dụ như là bây giờ con bị sốt, bị ốm thì bây giờ ai lo? Vâng. Không ai lo được đâu. Vợ của anh còn yếu này nữa. Vâng. Thì bây giờ không có hàng xóm, tối lửa là không tối lửa là làm sao là cũng chỉ mình thôi. Không ai giúp được ấy. Ôi giời ơi, bạn này. Sao là đó vậy á? Bạn báo. Ở đây là không có một ngôi nhà nào luôn, chỉ có nếu mà anh lúa ở đây chỉ có một mình anh lúa thôi. Thế nên là anh em mình sẽ quyết định là không làm nhà ở đây đâu. Một là đường khó, hai là hàng xóm không có. Nói chung là nếu mà xảy ra vấn đề gì thì mình anh lúa thì cũng không thể xoay sở được. Ở ngoài kia thì có hàng xóm đông thì
nếu mà có những chuyện bất trắc thì xảy ra thì tối lửa thì vẫn có thể gọi hàng xóm. Nếu mà đất mua 50 triệu chắc là mua chỗ nào đấy thôi, xa nhà bố mẹ ra. Vâng. Đấy, không ở trong gần nhà bố mẹ nữa, tại vì là bây giờ mua ở gần nhà bố mẹ xong về tối người uống rượu hay về nhiều ấy. Vâng. Mẹ của anh hay có tính đa nghi đúng không? Vâng. Là hay sợ vợ anh đi yêu bố đúng không? Vâng. Vì cuối cùng vẫn là chỉ là vì một gói phở thôi mà đến đông nối mà đất cũng không thể cho con được. Chỉ vì một gói phở thôi. Và một lý do là bố thường hay thương các em hơn là sau anh Lúa, là trước là anh Lúa thì cũng có nói là xin tiền bố đi sửa xe đúng không? Vâng. Xong là bố chỉ cho chị với lại em thôi chứ anh Lúa thì không cho nữa. Vâng. Chưa làm thì em vẫn vợ vẫn còn bố mẹ thì xe hậu thì em bảo bố là thế thì bố cho mỗi tiền cho 1 triệu giấy tiền cho em đi sửa xe nhá, đưa chợ phanh đi trồng ngô ấy, nhưng mà bố bảo không có tiền thì tới thì chị về bảo bố là bố cho triệu giấy cho chị thì em với cãi với bố. Vâng. Cuối cùng lý do vẫn là do mâu thuẫn trong gia đình thôi. Với lại là bây giờ bố thương các em hơn thì sau này bố ở với các em thôi. Bây giờ anh ra ở riêng thì bố không thương nữa. Vâng. Với lại là bây giờ bố đã không thương anh rồi thì mẹ anh cũng không thương anh nữa. Tại vì lý do là vì một gói phở mà không thương con dâu với lại con đẻ của mình nữa. Đấy. Cái này khó quá, anh Lúa không làm được đâu. Vâng. Trên này thì phải làm nương. Chỉ làm nương thôi. Vâng. Không thì bây giờ có ai, nếu mà em nói thẳng bây giờ nương bên kia là của nhà nào ấy thì là mình bảo nhà bên cạnh xem có đất không thì chia cho mình một tí, mình lấy nương của mình đi đổi. Đấy thì người ta được đất ở cạnh nương người ta luôn thì người ta sẽ là đi làm người ta thuận tiện hơn đấy. Vâng. Người ta chắc chắn là người ta sẽ đổi thôi. Đấy. Thế em thấy là thế. Tại vì là nương hai nương gần nhau mà, thì chung là đi làm một lần nó được cả hai mảnh nương đây luôn. Đây này thì đất này thì em thì phải đường một tí số giấy này. Đường một tí chay kem rau, cái rau bò kem. Cả lời trời này với em chú trồng ngu kem lên đấy em cái chú trồng rau bò đúng không? Lên đấy cái cây kem cách cái cây cao cao ấy á. Vâng. Vẫn phải bố mẹ mà. Ôi. Chỗ nào cũng khó thôi. Vâng. Nói chung là vào đây thì anh em mình cũng chỉ là muốn mục sở thị cho các bác biết là tại sao anh em mình lại cố gắng tìm đất cho A Lúa như thế. Tại sao A Lúa có đất lại không làm nhà được. Đấy, đây là một minh chứng nha các bác nha. Đường vào thì rất là khó khăn, đất thì dốc, xa hàng xóm, không có ai cả. Một mình A Lúa vào chỉ có đi vào chơi với khỉ thôi. Đúng nghĩa là chỉ có chơi với khỉ thật. Chỉ có mỗi A Lúa thôi. À. A Lúa và vợ thôi. Đấy. Các con nữa. Hàng xóm thì không có ai. Ban ngày thì người ta có thể đi làm nương thì có thể qua nhà mình đúng không? À. Buổi tối thì chỉ có một mình thôi. Buổi tối thì nó đi về hết thì còn mình nữa mà. Một mình thì khó quá. À. Thôi, cố gắng là đổi đất. Nếu mà phương án cuối cùng nữa là bù thêm tí tiền nữa. Để cho người ta bán đất cho mình. Đấy. Giống như là mình vừa bù đất, mình vừa đổi đất cho mình bù thêm một tí tiền đấy. Tại vì bây giờ đất ở đây có làm gì đâu. À. Chỉ làm nương thôi. Tính là nhà cũng không làm được. Trên này thì chắc là nó không phải có một tí. Trời này thì nó với giá bùn nhưng mà nó không có làm đất. Giấy này thì nó bảo là đất của mình thì xa lắm. Xa lắm. À. Bây giờ mình chỉ có gọi là tìm xem ai ở gần đất nhà mình thì đi đổi đất xong rồi bù hết tí tiền thôi đúng không? Vâng. Thì người ta chấp nhận đổi thôi. Chứ bây giờ mà bảo người ta đổi một mảnh lấy ở ngoài đường kia, một mảnh ở tít trong nơi khỉ ho cò gáy này thì người ta cũng không đổi đâu. Thế là bọn em cũng vừa mới đưa các bác đi xem mục sở thị đất của A Lúa tại sao không làm được nhà. Đấy. Ôi giời, nó thế
này thì khó quá. Cố gắng là tìm đất ngoài kia thôi. Cùng lắm là mình đổi đất xong là mình bù thêm tí tiền nữa. Em nghĩ là phương án là thế thôi. Chứ trong này không được đâu anh Lúa. Xe chạm gầm ầm. Chắc làm xong nhà của anh Lúa, chắc xe của anh Lúa chắc là để bán sắt vụn nữa. Đấy. 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 Anh đi giúp bọn nhà đi 2 giờ đi lấy rau đi. Được rồi. Dũng này ai cũng lúc đi giúp lại rau đó. Khoa cho khoa nào. Cái này chưa khô mấy nhỉ anh Lúa nhỉ? Mình về thì nó bị rơi hay nào? Nó là không được giống. Cái này là lấy về ăn hay là chỉ vậy? Tất cả để làm giống luôn cái này. Cái này mình lấy về làm giống. Cho tí tí tọc hồ này. Để em phải cho anh. Cái này là nên lấy chưa? Chưa lên đúng không? Vào vào. Cái này thì nó chua khô. Đây có mấy cái này nó khô lên đúng không? Cái này thì đúng rồi đúng không? Cái này lấy được chưa? Cái này lấy được à? Cái này là... nhổ lên đúng không? Chỗ này trong này chỉ có trồng đậu với trồng ngô thôi đúng không? Vâng. Còn cái khác cũng chỉ bao hay á. Ôi chó bé tự chọc khô tránh đi xa ra. Chuyện này nhớ này. Khô mà tôi đo thì cho nó đo một tự dòng riêng này. Cái này mình về là một thành bó cho phơi khô đúng không? Vâng vâng. Cái này mình đi để nó khô thì để nó là giống thôi. Không hòm đâu đúng không? Vâng. Thế sao mình không mua ở ngoài chợ đi, giống ở ngoài chợ ấy, không đúng không? Giống ở chợ mà mình sợ nó làm nó lên không được quá đúng không? Vâng, nó lên không được. Ở chỗ đất. Đất này là đất pha đá thì nó bạc màu hơn. Vâng. Thì là cái giống kia nó không lên được. Vâng. Có giống bản địa nó lên được thôi. Thường em thấy mẹ em hay đi mua ở ngoài chợ ấy. Chỉ cho xích xanh thì sao? Chua khô kệ nó khô về lái. Lái nữa đau chân quá. Vâng. Đây là còn có một cái lều để đồ nhá. Nếu không mang về nhà thì hơi vất vả đấy.
Ô rồi mấy cái chỗ trong này khô hết rồi nhỉ anh Lúa nhỉ? Hả? Cái này chắc là đập lấy hạt rồi mới. Cái này là của bố mẹ em. À. Em thì chưa làm vợ về nhà đồ một tí. Đây này thôi. Cái bên kia là của anh à? Vâng vâng. Còn cái này là của bố mẹ anh à? Vâng. Lều này là chung nhau à? Chung nhau làm là trong nhau làm. Vâng. Không ngủ đâu, đây là mình về. Vâng. Đây là chắc là không có ai ăn trộm trong này đấy. Nhà đi không có cái nào trong này luôn. Ở đây là giáp ở đâu nhỉ? À, anh Lúa nhỉ? À, ở cái khu này là giáp ở chỗ nào nhỉ? Vâng. Đồi bên này là đi bên nào đấy? Bên này có nhà không? Bên nào? Tiếp đồi bên này? Ừ, không có. Không có rồi à? Vâng. Thế là giáp biên giới à? Anh là anh à? Đi trước đi.